Người có phúc hay không, nhìn mặt là biết. Quý vị thân mến, tu dưỡng là khí chất của một người, càng là danh thiếp để một người hành tẩu nơi thế gian. Nhà văn Dostoevsky từng nói rằng, thứ quan trọng nhất không phải là đầu não, mà là những thứ kiểm soát đầu não, tính cách, tâm hồn, phẩm cách và giáo dưỡng cao thượng. Khi tiếp xúc với nhau, chúng ta thường dễ dàng bị thu hút bởi những ưu điểm của đối phương, mà tu dưỡng lại là thể hiện hàm dưỡng bên trong của một người, còn gương mặt là phản ánh bên trong của người đó. Ngoại hình bẩm sinh của một người không thể thay đổi, nhưng khí chất bên trong và tính cách hậu thiên dưỡng thành sẽ được thể hiện sinh động thông qua nét mặt. Nếu tu dưỡng của một người không đủ, khuôn mặt của anh ta, cô ta sẽ khiến người ta có một loại cảm giác rất khó chịu. Tục ngữ nói rằng tướng do tâm sinh, một người có tu dưỡng hay không, nhìn mặt là biết được ngay. 1. Người không có tu dưỡng chỉ cần nhìn cửa miệng là có thể biết được. Tu dưỡng thường đề cập đến cách một người đối xử với người khác, lời nói và cảm xúc của anh ta có ổn định hay không, và liệu anh ta có thể thuyết phục người khác bằng đạo lý hay không. Trong ứng xử, anh ta có thể giữ được phong thái đường hoàng, khoan dung độ lượng hay không. Người không có tu dưỡng thường thích được lý không tha cho người. Khi nói chuyện, họ hay thích lặp lại và phóng đại những bất bình và nỗi buồn của bản thân. Đối với những việc khiến họ tổn thương, dù vấn đề không lớn, họ cũng không nguyện ý lựa chọn tha thứ. Người không có tu dưỡng thường hay cả phú lấp miệng em, vì lợi ích của bản thân thường mở miệng để nói những điều làm tổn thương người khác. Ngoài ra, khi đối xử với người, người không có tu dưỡng rất khó cho phép người khác có ý kiến khác mình. Họ dễ đứng về phía đối lập với người khác và họ cũng rất khó kết thân, khó chấp nhận ý kiến và quan điểm của người khác. Khi nói chuyện, thường được lý không bỏ qua cho người. Còn người có tu dưỡng sẽ càng nguyện ý chịu trách nhiệm với lời mình nói. Họ luôn nói lời chân thật, cho dù đối phương nói năng có gượng gạo đến đâu, họ cũng sẽ trao đổi tường tận, truyền đạt ý kiến một cách khách quan. Người có tu dưỡng sẽ thuyết phục người khác bằng lý lẽ, giao tiếp và phối hợp với đối phương một cách lịch sự. Không có bất đồng quan điểm với đối phương, họ cũng sẽ cẩn thận lắng nghe, nói chung là nghe nhiều hơn nói. Người có tu dưỡng ăn nói có nề nếp, giao tiếp với mọi người xung quanh bằng tấm lòng nhân hậu, tính tình cởi mở và luôn toát lên khí chất trầm ổn. 2. Người có tu dưỡng hay không, từ cảm xúc có thể nhìn ra được. Có một câu như thế này, hãy quan sát một người khi anh ta tức giận, vì khi đó bản chất chân thật của anh ta sẽ bộc lộ hết. Trên thực tế, cảm xúc thể hiện trên khuôn mặt của một người không chỉ có thể bộc lộ tính cách của người đó, hơn nữa ta cũng có thể đoán được phần nào màu sắc trong tâm hồn và phẩm đức của anh ta. Nếu một người luôn thích nổi nóng và không kiềm chế được cảm xúc của mình thì không chỉ làm tổn thương người khác mà bản thân anh ta cũng không thể trở thành cao thủ được. Người không phải thánh hiền, không thể không phạm sai lầm. Nếu vô tình làm tổn thương người khác thì hai bên hãy tích cực trao đổi với nhau, mọi việc cũng có thể được giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên, người không có tu dưỡng sẽ khăng khăng ôm lấy vết thương của mình mà bừng bừng lửa giận. Ngay cả khi đối phương hạ mình xin lỗi, họ cũng không chịu buông tha. Người có tu dưỡng thấp sẽ coi thường cảm xúc của đối phương, đề cao cảm xúc của tự mình. Khi thấy đối phương hết cách, cảm thấy nên để đối phương trả giá như vậy mới nguôi ngoai lửa giận trong lòng. Khi một người gặp chuyện không quở trách người, đó là biểu hiện của sự tu dưỡng. Ở cùng với người, biết để lại khoảng trống cho người khác. Người có tấm lòng bao dung thì con đường sau này sẽ ngày càng thênh thang. 1. Người càng có tu dưỡng càng khiến người yêu mến. Tu dưỡng là đức tính tốt đẹp được thăng hoa ngay từ trong những điều nhỏ nhặt. Tướng do tâm sinh, người càng có tu dưỡng khi gặp thì càng khiến người quý mến và cảm thấy gần gũi. Như nhà văn André Morau đã từng nói rằng, một người chỉ khi không ngừng nỗ lực thăng hoa bản thân mới trở thành một người thật sự. Như nhân vật Từ Văn Xương trong bộ phim An Gia Thiên Hạ là một người rất có tu dưỡng, dù là rắc rối nhỏ của hàng xóm hay mâu thuẫn giữa đồng nghiệp, anh ta cũng đều có thể giúp đối phương giải quyết một cách êm đẹp. Trong con mắt của mọi người, anh là một người đáng để mọi người tin tưởng và tôn trọng. Những người quen biết anh đều tin rằng anh có thể giải được tất cả mọi khúc mắc
và cũng sẵn sàng lắng nghe ý kiến của anh. Anh được bầu làm giám đốc cửa hàng, bản thân anh cũng rất được mọi người tin tưởng. Người có tu dưỡng, có hàm dưỡng thường rất trầm ổn trong công việc. Người có tu dưỡng cũng rất dễ gần, họ biết cách cương nhu kết hợp, bởi cách tốt nhất để biết cách giải quyết vấn đề là giao tiếp tốt, chứ không phải phát tiết cảm xúc một cách bốc đồng. Khi giao tiếp giữa người với người, người tu dưỡng luôn nở nụ cười, khiến mọi người xung quanh cảm thấy như được tắm gió xuân. Đối mặt với những sai lầm vô ý của người khác, họ cũng sẽ tha thứ và dùng sự tự kiểm tra để trau dồi kiến thức và tu dưỡng của bản thân. Tài tử Charlie Duffett từng nói rằng, hãy đối xử với người khác theo cách bạn muốn họ đối xử với bạn. Trên đường đời, hãy làm một người có tu dưỡng. Trước khi nổi nóng với ai, hãy học cách đặt mình vào vị trí của người khác. Dù ai đúng hay sai thì hãy nghĩ nhiều hơn rằng đối phương có vấp phải khó khăn gì hay không, bản thân có chỗ nào chưa làm được tốt, thêm phần bao dung và thấu hiểu. Giữa người và người cần phải có sự cảm thông. Khi bạn thông cảm cho người khác thì bạn cũng dễ được người khác cảm thông. Nếu mọi người có thể nâng cao tu dưỡng của bản thân thì sẽ bớt đi rất nhiều tranh cãi, qua đó có thêm niềm vui và hòa khí. Mỗi ngày, hãy xét lại bản thân có nói sai điều gì hay không, có nóng giận với ai hay không. Mong bạn có thể bảo trì một tâm thái bình hòa, giữ vững lễ nghi phong độ, có thể hoàn thiện bản thân hơn và làm một người có tu dưỡng. Trần Đạo Minh, nam diễn viên truyền hình nổi tiếng, từng nói, giáo dưỡng và văn hóa là hai việc khác nhau. Khi ta suy nghĩ kỹ một chút, có thể nhận thấy quả thực đúng là như vậy. Có người rất có văn hóa, nhưng lại không có giáo dưỡng. Có người trình độ học vấn và học thức không quá cao nhưng vẫn rất có giáo dưỡng, khi sống cùng cảm thấy rất thoải mái. Sự tu dưỡng của một người đôi khi không nhất thiết có liên quan tới trình độ văn hóa cao hay thấp. Tại sao chúng ta có thể cảm thấy ở cùng với người này rất thoải mái, ở cùng với người kia rất khó chịu, phiền lòng? Đó chính là sự khác biệt lớn nhất giữa người có và không có tu dưỡng. Azur nịnh nọt, điều nhận được chẳng qua chỉ dừng lại ở sự giả tạo. Chân thành đối đãi với mọi người mới là sự bầu bạn thật lòng. Sự giáo dưỡng lớn nhất của một người không phải ở lễ phép, không phải khách khí, mà là cần làm được 3 điểm dưới đây. 1. Người có hàm dưỡng trong tâm luôn nghĩ cho người khác. Chuyện rằng trong một hội diễn văn nghệ nọ, Lý Kiện đảm nhận chức giám khảo. Có một người được tuyển chọn tên Hách Á Thanh đột nhiên nói một cách ngượng ngùng mắc cỡ. Tôi chỉ là ca sĩ hát sự kiện. Lý Kiện hỏi, thế nào gọi là ca sĩ hát sự kiện? Hách Á Thanh đáp, chính là ca sĩ hát trong các sự kiện khai mạc, cắt băng khánh thành. Lý Kiện nghe xong vội vàng nói, ồ, cũng gần giống như nghề của chúng tôi. Câu nói này của Lý Kiện vừa khiến người ca sĩ kia không cảm thấy lúng túng và gượng gạo, lại vừa không ảnh hưởng tới lòng tự trọng của đối phương. Đó chính là sự tu dưỡng. Người có tu dưỡng có thể đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, cho dù đối phương có địa vị không bằng mình, cũng cố gắng cho họ sự tôn trọng đáng có. Chỉ khi trong lòng luôn nghĩ cho người khác và mọi thời khắc quan tâm tới cảm nhận của người khác mới có thể kịp thời phát hiện những khó xử của đối phương. Trong tâm là một mảnh đất trống, mọi thời khắc luôn nghĩ cho người khác mới là sự tu dưỡng cao nhất, khắc cốt ghi tâm trong lòng. 2. Người có tu dưỡng làm việc luôn chú trọng tiểu tiết. Người xưa nói rằng việc lớn trên đời đều cần phải làm từ việc nhỏ. Từ tiểu tiết có thể thấy được nhân phẩm, từ việc nhỏ có thể thấy được nhân tâm. Những hành động có vẻ không đáng để ý đó thường có thể phản ánh diện mạo chân thực nhất của một người. Một lần, Hoàng Chấp Trung, nhà biện luận của cuốn Kỳ Ba Thuyết, tới diễn thuyết ở một trường đại học tại Hồ Nam. Sau khi diễn thuyết, có nhiều người vây quanh xin chữ ký. Mỗi khi ký xong cho một người, ông đều nhẹ nhàng đẩy sổ về hướng họ, nhìn và mỉm cười gật đầu. Có người bình luận đây là biểu hiện của một người quân tử khiêm tốn. Khi đưa người ta cây kéo, hãy hướng phần nhọn vào mình. Khi bạn đã nói giúp đỡ người khác, hãy thực hiện lời hứa của mình. Điều mình không muốn, đừng làm cho người khác. Điều mình muốn lập thì cũng nên lập cho người khác. Điều mình muốn đạt cũng nên cho người khác đạt được. Trong Luận Ngữ, Khổng Tử đã dạy như vậy. Có lẽ lực đóng cửa của một người cũng có thể biểu hiện giáo dục của một người. Trong từng chi tiết nhỏ của một sự việc cũng có thể nhìn thấy bản chất của một người. Đôi khi, người khác đối xử với bạn không tốt thì cũng đừng nên trách cứ họ.
dù không thay đổi được người khác, nhưng chúng ta có thể điều chỉnh tâm thái của mình. Làm người tốt thì vẫn làm người tốt thôi. 3. Người có giáo dưỡng, tự ước thúc bản thân chứ không phải ràng buộc người khác. Lần nọ tôi đi tàu điện ngầm vào đúng giờ cao điểm nên rất có đông người và chen chúc. Sau đó có một nhóm công nhân lên tàu. Vì vừa tan ca nên trên thân lấm lem dầu mỡ rất bẩn. Họ cũng cố gắng đứng gần cửa, không ngồi xuống ghế. Sau đó thì dù có chỗ ngồi cũng không lại gần. Có một người tuổi đã cao, tóc điểm bạc nhưng vẫn sợ bẩn ghế nên đứng cạnh cửa ra vào. Lúc này vô tình chú ý tôi phát hiện dù trên thân dính đầy dầu mỡ bẩn cũng không ngăn trở biểu hiện họ là người có tu dưỡng. Nguyên nhân là bởi lễ nghi và tu dưỡng không ở vẻ bề ngoài mà xuất phát từ nội tâm. Âm thầm lặng lẽ hoàn thành công việc của mình, không khoe khoang tự vỗ ngực là sự tự ước thúc kiểm soát bản thân không liên quan tới người khác. Người có tu dưỡng có thể tự ước thúc bản thân, không ràng buộc ước thúc người khác, biết cách đứng ở vị trí của người khác mà nghĩ cho họ, không muốn tăng thêm phiền phức cho người khác. Một người có tu dưỡng tốt sẽ kiềm chế bản thân thay vì kiềm chế người khác, học cách cảm thông và không gây rắc rối cho người khác. Phẩm chất quý giá nhất trong bản chất con người không nằm ở địa vị, cũng không phải giàu nghèo mà nằm ở tấm lòng của một con người. Một người có giáo dục tốt, có sức hấp dẫn lâu dài với mọi người, hàm dưỡng, ăn sâu vào xương cốt, trong lúc lơ đãng cũng có thể khiến người khác xúc động. Sự chân tình và thật tâm khi đối xử, chung sống với người khác chỉ cần dựa vào tu dưỡng và nhân phẩm sẽ mãi mãi không bị chán ghét.